Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà nhé. Em tiếp tục giới thiệu các bác chiếc máy rửa bát Panasonic TR7 này, mã số 10. Ở thời điểm này thì máy rửa bát bên em bán bắt đầu khá sôi động rồi các bạn, gần như là vệ sinh đến đâu bán đến đấy luôn. Tiếp tục là một cái chiếc TR7 này thì em bán với cái giá là 3,9 triệu bảo hành 1 năm nhé. Này, các bạn sao mua đặt cọc trước 500.000 nhận hàng, kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt cho bên giao hàng. Nhưng mà đặc biệt là bác nào mà chơi chuyển khoản hết thì chiếc này em bao ship và bảo hành cho các bác 3 năm luôn. Đây. Nếu bác nào chuyển khoản hết trước bao ship bảo hành 3 năm các bác nhé. Một con TR7 ok ngon lành luôn. Đây. Bác nào khách quen tin tưởng ok rồi các bác cứ chơi thôi. Đây. Dùng mọi thứ còn khá là ok, đời 2014 các bác. Đây. Mặt mũi này thì trông vẫn còn rất là sáng. Đời 2014 các bác nhé, series máy này 1045. Bây giờ em chịu khó quay series cho các bác một chút để các bác mình cái máy là mình mua thì mình đặt đúng cái máy đấy. Đây, nội thất con này khá là đẹp các bác nhé, thất bên trong khá là sạch luôn này. TR7 thì nó là cái dòng cuối cùng của cái mã TR này rồi. Đây. Em bán là 3,9 triệu bảo hành 1 năm, có bác là cọc 500, còn bác nào chuyển khoản hết trước thì bao ship toàn quốc và bảo hành 3 năm. Đấy, bác nào thích chiếc này thì các bác alo cho em nhé. Đấy, hình thức mọi thứ như trên clip thôi, khá là ok. Chào các bác.